để ý đến những người xung quanh, và thậm chí là khi mà ra ngoài đường các bạn hoàn toàn không để ý đến cái tình hình giao thông ở xung quanh mình như nào, và có thể là sẽ có những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là về tai nạn giao thông. Và bây giờ hãy cùng mình theo chân các anh cảnh sát để xem điều gì sẽ xảy ra. Bắt ngay lấy nó, bắt lấy thằng trẻ trâu kia. Cái này nhá, anh cũng báo qua cho em như này nhá, thứ nhất là em đang điều khiển phương tiện, kể cả xe đạp hay xe máy, em chuẩn bị lại đi không phải lo. Anh nói qua nhé, đây là trường hợp em là học sinh phổ thông, anh sẽ nhắc nhở em lần này, lần sau em đi là tuyệt đối không được sử dụng điện thoại chơi game như thế nhé, như thế là rất mất an toàn, ok nào? Nào chúng ta đi tiếp nào. À, hai thằng lần này, hai thằng bắt lại. Bắt Pokemon à? Cái trò này bọn em chơi có được cái tác dụng gì không? Giải trí thôi gì? Giải trí mà đứng xe trên đường lỡ may có phương tiện nào va chạm thì sao? Rút kinh nghiệm. Thôi lần này anh tha nhá, đi tiếp nào. À, lại một thanh niên hoi nữa. Đang đỗ lại bắt à? Vâng, đang đỗ lại với em. Vừa đến đây, thôi hôm nay hết nhiệm vụ rồi, chúng ta đi về thôi.